Vâng, đại lý điện máy bên em thì có đầy đủ cung cấp, phân phối đầy đủ các cái dòng máy cưa, máy cắt cỏ, máy phát điện nhá, rất là nhiều luôn các bác nhé. Địa chỉ rõ ràng này. Đấy, em bán hàng thì cực kỳ uy tín luôn cho các bác nhé. Đấy, ví dụ như là các cái đầu máy xịt rửa xe này, tất cả đều hàng chính hãng nhá, mới zin này. Đấy, dây rửa cho các bác này, đầy đủ luôn này. Cây bình lọc nước này. Rồi qua bên này thì máy phát điện này. Đó, máy phát điện rất là nhiều các bác nhé. Đủ các loại mẫu mã cho các bác lựa chọn này. Tiếp theo đến là các cái dòng máy cưa này. Katsu này. Đó, các bác ở trong miền Nam này cực kỳ thịnh hành cái máy Katsu này. Mitsubishi này. Đấy. Komatsu này. Đấy, máy 365 này. Máy cưa điện này. Máy cắt cỏ này các bác này. Đấy, máy cắt cỏ này. Cực kỳ nhiều cho các bác lựa chọn nhé. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp đại lý bên em. Đó, uy tín chất lượng cho các bác nhé. Rồi, kho hàng máy cưa của bên em đây nhá. Cực kỳ nhiều cho các bác lựa chọn luôn. Máy cưa Komatsu này, mã KM6800 68cc. Tất cả đều zin nguyên thùng nguyên hộp từ nhà máy về các bác nhé. Đây, hàng này bên em đang đóng sẵn để hôm nay giao đi cho các bác các tỉnh thành này. Đó, lam máy cưa quá nhiều luôn, nhiều quá trời lam xích luôn này. Đó các bác nhìn này, quá nhiều quá trời luôn, bán hàng cho các bác uy tín chất lượng nhé. Hàng zin luôn, lam trượt, lam đúc, lam trơn cho các bác. Đây. À, lam trơn luôn, lam trượt, lam đúc. Lam 40. Đấy, lam 40. 40, 50, 60, 70, 80, 90 có hết các bác nhé, xích có hết. Đó, cực kỳ nhiều nhá. Các bác có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ trực tiếp đại lý bên em. Nhiều quá trời luôn các bác nhé.